Rất vui được gặp lại quý khách hàng trên kênh YouTube Bán Nhà Gò Vấp và Bán Nhà Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là website nhadathuong.com. Buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố được thiết kế theo cách biệt thự mini phố, nằm ngay trục đường Lê Văn Thọ, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là khu vực mặt tiền mặt ngoài căn nhà hôm nay nhà đất Hùng muốn gửi đến quý hàng này. Thì căn nhà này có diện tích là ngang 4m, dài 17m và được đun cố một trệt, một lửng, 3 lầu. Nhà chúng ta được thiết kế với một cái mặt tiền rất đẹp như thế này, chúng ta để ý thấy này. Quá đẳng cấp và sang trọng luôn nha quý hàng ơi. Diện tích cực khủng, ngang 4m và độ dài là 17m. Và hướng của căn nhà này là hướng Bắc, phù hợp với những ai hợp phong thủy là đông tứ trạch. Và căn nhà này nằm trong một khu phố mini rất sang trọng của trục đường Lê Văn Thọ, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hẻm trước nhà là con hẻm chúng ta là con hẻm nhựa 5m nha, sát bên khu vực công viên làng hoa cũng như nhà thờ và chợ Hạnh Hưng Tây. Và con đường này là một con hẻm cụt và căn nhà mình là căn nhà nằm ở cuối hẻm luôn. Ngay đây chúng ta có một cái khu vực trồng cây kiểng này. Và mình sẽ chiếu lên khu vực mặt tiền này. Ngang 4m và độ dài là 17m và đun cố một trệt, một lửng, 3 lầu. Nhà chúng ta thiết kế rất đẹp và sang trọng luôn. Và căn nhà này chúng ta đi bộ ra công viên làng hoa rất là gần, sát bên công viên làng hoa luôn. Và phía trước này thì chúng ta sẽ có một lớp cửa sát phía ngoài này. Lớp cửa cổng phía ngoài nha. Bên trong thì chúng ta sẽ có một khoảng sân. Khoảng sân của chúng ta ở đây thì khoảng 2m, chúng ta sẽ đậu được xe gắn máy. Và trên này thì chúng ta được lợp mái rồi. Lợp mái ngay khoảng sân này rồi. Và bước vào phía trong đây chúng ta sẽ có khu vực cửa phía trong. Và lớp cửa phía trong này chúng ta sẽ có hai lớp cửa. Một lớp cửa cuốn ở phía ngoài và một lớp cửa được làm bằng kính và cửa gỗ căm xe kết hợp với nhau tạo thành lớp cửa chính của căn nhà mình. Và mình đang di chuyển vào khu vực gara xe hơi cũng như là phòng khách số 1. Nhà chúng ta thì khu vực gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà là hướng chính Bắc, phù hợp với những ai phong thủy là đông tứ trạch. Và căn nhà này nằm ngay trục đường Lê Văn Thọ, sát bên khu vực công viên làng hoa cũng như là chợ và nhà thờ Hạnh Tây. Di chuyển đi lại rất là thuận tiện luôn. Chúng ta có thể đi ra khu vực trung tâm thành phố thì khoảng chừng 15 đến 20 phút và đi ra sân bay thì khoảng chừng 10 phút thôi nha quý hàng ơi. Và căn nhà này đang được chào bán với giá là 6 tỷ 880 triệu đồng, còn thương lượng mạnh cho quý hàng nào thiện chí. Quý hàng nào quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ bên nhà đất Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là một trong những căn nhà phố đẹp, diện tích dài, nằm ngay trục đường Lê Văn Thọ, khu vực phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và khu vực phòng khách cũng như gara xe hơi này chúng ta sử dụng là gạch bóng kính 80 này. Và hai bên chúng ta được ốp gạch lên tường lên cao khoảng chừng 1,5 m. Và phía trên này thì chúng ta có trần thạch cao với đèn chùm và tạo những kiểu cách rất là sang trọng và tạo sự đẳng cấp cho căn nhà của gia đình mình. Và đây là một trong những căn nhà phố đang được chào bán, vừa mới xong và đang được chào bán, nhà đất Hùng chào bán với giá chính chủ luôn. Rồi mình sẽ di chuyển vào phía bên trong căn nhà này nha. Thì chúng ta thấy này, khu vực gara xe hơi này lên tới gần 8m, chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ và có thể làm phòng khách ở dưới được luôn. Và phía trong này thì chúng ta ở đây, chúng ta thấy này, có một cái cột được ốp gạch giả gỗ lên cao tới trần luôn. Và khu vực cầu thang chúng ta được thiết kế và bố trí theo một cách hoàn toàn mới, một cách hiện đại năm 2018. Và phía bên đây thì chúng ta sẽ có khu vực tủ kệ rượu này. Và khu vực tủ kệ rượu ở đây thì được làm bằng chất liệu là gỗ sồi. Ở đây thì chúng ta sẽ trưng bày những chai rượu quý ở đây. Rồi mình di chuyển vào phía bên trong này. Đây là khu vực cầu thang này. Cầu thang chúng ta có tay vịn cam xe, mặt đá hoa cương, kính cường lực 10 ly. Và phía trong đây thì chúng ta sẽ có khu vực phòng bếp. Khu vực phòng bếp của chúng ta được ốp gạch lên cao tới trần, tạo cho khu vực không gian phòng bếp luôn sạch và thoáng. Ở phía trên này chúng ta có đèn chiếu sáng, trần thạch cao và khu vực tủ kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ sồi. Đây nha quý hàng ơi. Và phía bên này chúng ta có khu vực để tủ lạnh này. Ở đây chúng ta có thể để vừa tất cả kích thước tủ lạnh khác nhau. Và đây là khu vực không gian phòng bếp. Phía sau thì chúng ta sẽ có khoảng giếng trời. Khoảng trời chức năng của nó là lấy sáng và lấy gió cho căn nhà mình. Và nhà chúng ta thì chúng ta sẽ có hai giếng trời, một giếng trời giữa nhà và một giếng trời phía sau. Và đây là khu vực phòng vệ sinh của khu vực tầng trệt sử dụng chung. Rồi mình sẽ quay ngược từ phía sau ra phía ngoài này.
ngang 4m và độ dài là 17m và được kiên cố một trệt, một lửng, ba lầu. Nhà chúng ta nằm sát bên khu vực công viên làng hoa cũng như là chợ và nhà thờ Hai Dương Tây. Di chuyển đi lại rất là thuận tiện luôn. Chúng ta có thể đi di chuyển ra khu vực trung tâm thành phố rất là gần. Và căn nhà này mình xin nhắc lại là nằm ngay trục đường Lê Văn Thọ. Với một căn nhà diện tích cực khủng như thế này và giá chỉ có 6.880.000.000 đồng thì quý hàng nhanh tay liên hệ bên nhà đất Huy Hùng để xem căn nhà phố đẹp và sang trọng bậc nhất quận Gò Vấp này. Và căn nhà này mình nhắc lại là vừa mới xây xong năm 2018. Và mình đang di chuyển lên khu vực phòng lửng, tầng lửng, khu vực phòng khách chính của căn nhà mình. Và đây là khu vực tầng lửng này. Chúng ta để ý thấy này, có một lớp cửa kính phía ngoài để cách âm và thuận tiện chúng ta có thể gắn máy lạnh cũng như là làm phòng karaoke. Và khu vực sàn này thì chúng ta sử dụng là sàn gạch giả gỗ. Và hai bên thì chúng ta được trang trí dán tường này. Phía sau thì chúng ta có dây ống máy lạnh. Khu vực tầng lửng nha quý hàng ơi, ngang 4m, dài 17m. Quý hàng quan tâm đến căn nhà này thì hãy nhanh tay liên hệ bên nhà đất Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Giá bán căn nhà này là 6.880.000.000 đồng, hướng chính bắc, phù hợp với những ai phong thủy là đông tứ trạch. Và căn nhà này thì chúng ta có thể đi bộ ra công viên làng hoa khoảng chừng 2-3 phút thôi, sát bên công viên làng hoa luôn nha. Hẻm trước nhà là con hẻm 5m, hẻm nhựa, hẻm cụt an ninh và yên tĩnh. Khu này rất là thoáng mát luôn, cao ráo, sạch sẽ. Mình đang di chuyển lên khu vực phòng ngủ của căn nhà mình. Nhà chúng ta thì sẽ có 4 phòng ngủ. Với diện tích cực rộng như thế này, chúng ta thiết kế và bố trí phòng ngủ rất là hợp lý luôn. Cửa phòng ngủ chúng ta sử dụng là cửa gỗ sồi này. Và sàn thì chúng ta sử dụng sàn gạch giá gỗ. Và phòng ngủ thì chúng ta có trang trí dán tường này, cũng như là tủ âm tường, ống máy lạnh, có tủ kệ tivi luôn. Và tất cả phòng ngủ thì chúng ta có cửa sổ ra chính trời cũng như là cửa sổ ra ban công. Và đều có phòng vệ sinh trong nha quý hàng ơi. Phòng vệ sinh của ta rất là rộng và thoáng như thế này. Thì phòng vệ sinh chúng ta để ý thấy này, thương hiệu nội thất là Inac, có bồn tắm đứng, vòi tắm xông hơi, vòi tắm massage, vòi tắm hoa sen. Và bên này chúng ta có lavabo cũng như là gương rửa mặt. Đây là phòng vệ sinh của phòng ngủ số 1. Rồi mình sẽ sang khu vực phòng ngủ số 2 nha. Phòng ngủ số 2 là phòng ngủ phía trước. Nhà này có diện tích cực lớn nên chúng ta để ý thấy nè. Phòng ngủ của chúng ta phải nói là quá rộng luôn và thông thoáng. Với diện tích 4m, dài 17m thì đây là một căn nhà đang được nhà đất Huy Hùng chào bán, nằm trên trục đường Lê Văn Thọ. Với thiết kế và bố trí vô cùng hợp lý, với rất là nhiều những cái khu vực cửa sổ chúng ta sử dụng là cửa nhựa lõi thép Euro Window, cũng như là chúng ta cứ sử dụng cửa nhôm Sifa nha. Và chúng ta có màn rèm cửa. Phòng này thì chúng ta cũng có tủ kệ tivi cũng như là hệ thống tủ âm tường và ống máy lạnh đã bị sẵn rồi. Quý hàng nào đang muốn quan tâm đến những căn nhà nằm ngay khu vực công viên làng hoa để chúng ta có thể vừa ở vừa làm văn phòng công ty cũng như là chúng ta có thể đi bộ đi tập thể dục mỗi ngày, thì hãy nhanh tay liên hệ bên mình theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để đi xem và sở hữu ngay cho mình căn nhà phố này. Với diện tích ngang 4m, dài 17m thì giá này phù hợp thôi. Và mình đang di chuyển lên khu vực phòng ngủ số 3. Ở Gò Vấp bây giờ thì có những căn nhà ngang 4m, dài 14m thì những người đầu tư thì người ta cũng đã kêu giá tới 6.5 tỷ và 6.7 tỷ rồi. Riêng căn này ngang 4m, dài 17m và đang được nhà đất Huy Hùng chào bán với giá chỉ có 6.880.000.000 đồng thôi. Quý hàng nào quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ bên mình để đi xem và sở hữu ngay cho mình căn nhà phố nằm trong một khu dân cư yên tĩnh và ổn định như thế này. Với diện tích cực khủng cũng như là phòng ốc bố trí rất rộng và thoáng. Quý hàng xem video bên kênh Bán Nhà Gò Vấp, Bán Nhà Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh của trang nhà đất hùng.com thì quý hàng vui lòng đăng ký kênh để liên tục được cập nhật những video cũng như là những sản phẩm mới nhất bên mình sẽ rao bán nha. Bên mình có rất nhiều những căn nhà phố đẹp sang trọng cũng như là những mẫu mã nhà bán mới nhất trên thị trường bất động sản khu vực Gò Vấp, là khu vực phường 15 của Tân Bình. Ngoài ra thì
Quý hàng chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhadatthanhhung.com để chúng ta có thể xem thêm những mẫu mã nhà bán mới đẹp cũng như là những căn nhà bán giá rẻ và chính chủ. Mình sẽ quay trực tiếp những căn nhà mới và đẹp thôi, còn những căn nhà chính chủ thì mình sẽ đăng lên trên hệ thống website của bên mình. Mình sẽ di chuyển lên khu vực phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Ở phía trên này chúng ta sẽ có khu vực phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau nha quý hàng ơi. Và khu vực sân thượng phía sau của chúng ta nè. Ở đây thì chúng ta có một sân thượng rất là rộng và được rào chắn và mai mốt chúng ta sẽ được lợp mái luôn. Và đây chúng ta sẽ có khu vực phòng giặt nè. Ở đây chúng ta để máy giặt nha, một cách thoải mái và dễ dàng. Và phía trên này chúng ta sẽ có khu vực phòng thờ cũng như là sân thượng phía trước. Đây chúng ta có một cái phòng thờ này. Và phía ngoài này chúng ta sẽ có khu vực sân thượng phía trước này. Ngang 4m và độ dài là 17m. Và được đúc kiên cố một trệt một lửng 3 lầu hướng chính bắc, phù hợp với những ai hợp phong thủy là đông tứ trạch. Và căn nhà chúng ta nằm sát mặt tiền đường Lê Văn Thọ luôn. Mình sẽ chiếu ra này thì chúng ta để ý thấy này, rất là gần với đường Lê Văn Thọ nha. Rồi mình sẽ chiếu xuống con đường trước nhà của chúng ta này, làm con đường nhựa rất sạch sẽ và an ninh nha. Rồi Nhà Đất Thanh Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.